Bây giờ ông Đích cần hỗ nữa rồi, tầm này là ông tự làm được rồi. Hôm nào xây cái kia mới lại cần hộ. Chờ cho công hắn bắn lưới, bắn tôn xong thì mới xây. Xây những ô chuồng, còn 8 ô chuồng nữa mà. Xây cái gì nữa? Còn 8 ô chuồng bên trong ấy nữa. Thì đợi miếng con con nha. Ừ. Mà hổ hôm qua hàn cửa ấy. Cao lên á. À, 1m7 nữa. À, rốt như cái chỗ cửa này á hả? Ừ. Cái sao cái chuồng cái lại to đấy kia. Chúng biết là bao giờ để cho nó tập thể dục, nó to những con nào đấy thì cho nó đấy cho nó khỏe. Tối ngủ mới cho vào chuồng bé. Thể dục là cái chỗ mà mày gần cái vòng tròn đấy, có 2 cái chuồng tôi đùng rồi. Cả 4, 6, tất cả là 8 cái chuồng đấy. 2, 6 chuồng dài hôm cái qua. Chuồng rốt là chỉ biết tí thôi, phải không? Ừ. Rốt bé là tối ngủ cho ấm thôi mà. Còn thừa cây tao xây cho Tuấn cái chuồng rơm hóa đấy cho nó... Hôm nào tao gọi chúng mà xây vào góc ấy. Xây nó cái chuồng bé đấy cho nó đủ như đấy chứ. Từ Tuấn là mày xây cho mày cái chuồng bé cho mày rốt của mày. Kiểu gì thừa cây thì ít. Tao tính thì cơ bản nó không thừa mấy đâu. Cho nó cái chòi bé đấy cho. Cái tốn ở cái bé đấy là được rồi. Xong một bê hai viên bờ lô lên đấy đủ phát lên là xong rồi. Chó trong quán chờ đi làm. Mấy tin nó làm cái tí tao đi qua đầu nó làm gì? Gì nó làm thì nó ngủ đấy thì kệ. Nó trắng sủa, trắng cắn. Nó làm đấy tao đứng trước mặt tao thụ phấn. Vào nhà nó có cắn không mà. Nó trắng dậy. Đà.